Ciao. Maku-san. Ciao. Tadi nama aku Beku Selasa. Ciao. Xin chào. Xin chào. Aku ni apa? Movie. 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 Video tu je. Xin chào. Xin chào. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. Hai. Watashi no namae wa dare dakke? Dare dakke? Dare dakke? Chào các bạn. Bây giờ mình đang đi làm về các bạn ạ. Đấy, đằng sau đây là một cái đường phố quen. Đó. Kia là Đại Phong. Đây. Đây Đại Phong, mình sẽ quay sát này. Hai anh em vừa đi làm về các bạn. Đấy, Đại Phong chào anh em. Chào tất cả mọi người. Đấy, Đại Phong. Là cô Hai Phong. Đây mình giờ đây là con đường, mỗi lần mình vẫn quay đây thì hôm nay mình sẽ ngồi đây nói chuyện một chút, chứ về bây giờ thì đã bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi các bạn. Mình về một lát thì mình sẽ về luôn, mà mình về còn rất nhiều việc. Đó, thì mình sẽ ngồi trên đây nói chuyện một chút. À, xong lát mình về thì Đại Phong đang nói chuyện với gấu rồi đó. Đây là một con lon cà phê bạn. Đấy, một lon cà phê Quat luôn. Thì mình sẽ uống lon này. À, cà phê là cả dãy phố luôn. Đấy. À đâu, cái này là cái đường đi. Cà phê đường phố các bạn. Này là uống là đói là nó hơi xót ruột à. Nhưng mình uống một lát nữa thì mình về mình ăn cơm luôn. À, ngon các bạn. Hôm nay thì mình làm cái video là nói chung là kiểu như là hết chủ đề rồi. Ngày nào mình cũng đăng video, ngày nào cũng có video đăng lên bạn này. Từ lúc mình làm kênh được tháng hơn tháng ấy. Đấy. Thì làm rất nhiều video, rất nhiều cái mà nhiều lúc mình cũng kiểu như rất là khó bạn. Có những cái video mình làm 3-4 lần luôn ấy. Nhưng mà xong là mình xóa đi, mình kiểu như là mình kiểu như là mình thấy nó không hợp lý. Hay là nhiều lúc mà nhiều cái video mà mình chưa đăng lên mà mình đăng lúc chỉnh sửa là mình đã xóa đi rất nhiều. Thì là mình nghĩ là nhiều cái nó không tốt thì mình xóa đi. Đấy. Có những cái mà cũng có những cái video mà mình làm luôn, mình làm quay phát một quay từ đầu đến cuối là mình không chỉnh sửa là mình đăng lên luôn. Đấy. Nhưng mà này thì đây nãy mình ngồi đây sự ngồi ở đây là tầm gần một tiếng đó. Đứng đây này, đợi Đại Phong nữa. Đó. Không nghĩ được ra cái chủ đề, không nghĩ ra cái gì để mà nói nữa. Nó không phải đơn giản. Về làm YouTube là nếu như mà mình có thời gian hay là có một cái đội nhóm ấy, đấy, người quay, người lên kịch bản, người lên ý tưởng, người làm này kia thì rất là dễ. Đó. Cái này thì mình bắt buộc ngày nào mình ra video mà mình phải quay phải có. Mà video phải chất lượng, phải có ý nghĩa một chút, hay là nó gọi là nó không phải nhảm quá. Đấy. Người ta xem, người ta phải hiểu được cái có cái nội dung, có cái cốt truyện trong cái video đó. Mà video cứ ngày mình nói cái gì của nó nhanh nhanh thì thực ra nó không tốt. Nay uống cà phê đây. Làm video ngắn thì hôm nay thì không biết nói gì luôn. Thì làm mình chia sẻ một chút về làm YouTube. Đấy. Là cái làm YouTube này thì mình thấy là kiểu như làm giàu YouTube là mình nghĩ là nó cao sang quá. Mà bây giờ thì rất nhiều người làm luôn, và những người thành công thì có nhưng mà rất là ít, còn đa số là những người mà mới bắt đầu mới làm ấy, là làm thì không nên là bỏ hay là làm này kia. Bây giờ càng ngày cái YouTube nó càng siết chặt cái luật người ta ấy, kiểu như là cái quy định người ta về luật cộng đồng hay về cái ấy đó, về luật cộng đồng, về cái quy tắc cộng đồng này, về cái nội dung nữa đó. Hello các bạn, thì bây giờ mình sẽ về đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem, thì chào tất cả các bạn.